Chỉ còn thời gian ngắn nữa là tới ngày diễn ra lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2024. Đây là sự kiện thường niên, mở đầu cho mùa du lịch hè cao điểm tại biển Hải Tiến nói riêng và huyện Hoàng Hóa nói chung. Hiện nay, huyện đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để chuẩn bị khởi động cho mùa du lịch 2024 đầy sôi động, hấp dẫn. Hè nay tại Hải Tiến, tập đoàn Flamingo dự kiến khai trương toàn bộ dự án vào dịp 30 tháng 4. Theo đó, nhiều hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí quy mô lớn và ấn tượng sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường. Đồng thời, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác trên địa bàn huyện Hoàng Hóa cũng đang nỗ lực hoàn thiện các sản phẩm du lịch, chỉnh trang môi trường cảnh quan nhằm tạo ấn tượng tốt nhất cho du khách khi đến với vùng biển xinh đẹp này. Số khách đến nay người ta đã đặt tương đối nhiều. Nhất là các cái đoàn khách mà của các cái tập đoàn lớn hoặc là các cái công ty ở cả Quảng Ninh, Hải Phòng, rồi Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, rồi năm nay là có cả Lào Cai, họ cũng đăng ký. Thì cái số phòng nơi hiện nay là cũng khoảng 50%. Thì chúng tôi cùng với huyện, với xã và bà con ở đây thì đang tích cực nỗ lực các cái khuôn viên của khách sạn để làm cho nó đẹp. Thứ hai nữa là các cái nội thất ở trong các cái phòng ấy. Hiện nay chúng tôi đầu tư vào đây là cũng khoảng 5 tỷ. Chúng tôi đã cùng với các cái tổ chức để mà triển khai các hoạt động về du lịch mạo hiểm như là du lượn. Và đối với cũng như công ty Đại Dương Xanh thì năm nay thì chúng tôi cũng đã có cái tổ chức một cái ý tưởng để tổ chức một cái lễ hội hoa đăng, làm sao tạo ra được những cái điểm nhấn về lễ hội ánh sáng về hoa, chợ vực đưa vào hoạt động. Đấy là những cái mà tạo ra được cái điểm nhấn, làm sao mà năm nay thì mong rằng là Hải Tiến sẽ có một cái khát vọng lớn và thu hút được đông đảo du khách đến. Năm 2024, huyện Hoàng Hóa chủ động hơn trong việc kết nối các tour tuyến điểm du lịch trên địa bàn. Với tinh thần, chỉ trong một không gian địa lý chưa tròn vài km, du khách đến Hoàng Hóa có thể trải nghiệm đa dạng các sản phẩm du lịch tắm biển, tâm linh, nghỉ dưỡng, sinh thái và văn hóa. Nếu khai thác tốt điều này, Thanh Hóa hoàn toàn có thể hút khách miền Bắc và miền Trung khi có lợi thế đường biển dài, mỗi bãi biển có nét đặc sắc riêng. Chùa Bụt, xã Hoàng Trường được nằm trong chuỗi du lịch biển của huyện Hoàng Hóa. Thì chính vì vậy, mỗi năm vào dịp hè đến sẽ có rất nhiều du khách về chùa tham quan vãng cảnh. Chính vì vậy thì chúng tôi đã có sự phối kết hợp để làm sao đó để đảm bảo tốt. Một là các phương án về cháy nổ, hai là làm thế nào để bà con để du khách thập phương về chùa sẽ cảm thấy là thoải mái nhất. Nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách đến tham quan nghỉ dưỡng vào ngày hè, huyện Hoàng Hóa đang đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch như quản lý các hoạt động dịch vụ thương mại, công khai niêm yết giá, duy trì đường dây nóng, có phương án trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý những phản hồi của nhân dân và du khách. Năm nay thì phòng văn hóa cũng tham mưu cho ban huyện tổ chức các hoạt động, trong đó đặc biệt là có các cái giải thể thao của huyện, ví dụ như giải bóng chuyền da này, bóng chuyền hơi này, rồi là liên hoan các cái câu lạc bộ nghệ thuật, các cái câu lạc bộ trèo, dân ca, rồi là các cái hoạt động của các cái trò chơi trò diễn dân gian để phục vụ khách du lịch. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng tham mưu cho ban huyện chỉ đạo các phòng ngành, đặc biệt như là đối với phòng nông nghiệp là tổ chức trưng bày các cái giới thiệu các cái sản phẩm ô cốp của huyện để giới thiệu với du khách trong và ngoài huyện khi mà đến khu du lịch Hải Tiến. Với sự chuẩn bị bài bản, nghiêm túc và trách nhiệm, huyện Hoàng Hóa phấn đấu hè này sẽ thu hút 1,8 triệu lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Trước mắt, huyện tập trung chuẩn bị cho sự kiện khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến vào tối ngày 29 tháng 4 với nhiều hoạt động văn hóa thể thao sôi động, hấp dẫn được chờ đón. Sự kiện này cũng được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.